con tờ giấy, dán một ký tên, dán thì hai ký tên, đưa cho bạn, bạn điền thông tin vô, bạn bắt đầu làm, xin lỗi mặt văn không còn nữa. Hãy khôn ngoan trong xin giấy đó là gì ạ? Khoảng chừng một ngày cầm của mặt thứ tư tờ thứ nhất, bạn hãy xin tờ thứ hai, để đến vòng cuối cùng của tờ thứ nhất bạn có sẵn tờ thứ hai để làm. Tiếp tục đi thi, lúc nào cũng lo lắng và hào hợp, đừng dại dột nếu như không xách theo hai chai nước suối. Lọt nhãn chai ra và báo với giám thị, thầy ơi cô ơi cho con mang nước vào phòng thi. Bởi đơn giản là gì, có thể phòng thi sẽ có nước, nước đặt ngoài hành lang, mỗi lần bạn mệt bạn luôn bạn cần nước. Thầy ơi cho con liếu nước, bạn phân tâm, người khác phân tâm, mọi người phân tâm, không cần. Hãy đem hai chai nước suối, khi bạn mệt có sẵn hai chai nước suối ở đó mà bạn có thể uống, và hai nước sẽ làm bạn cực kỳ tốt trong phòng thi. Hãy đem theo trên một cái đồng hồ đeo tay. Tất cả hội đồng thi đều có đó, hình ảnh. Nhưng khi bạn có cái đồng hồ đeo tay, bạn để phía trước hoặc bạn nhìn đồng hồ, bạn đang cảm giác cầm trịch được trận đấu và bạn cảm thấy rất rất tự tin. Điều tiếp theo, hãy chuẩn bị cho những bộ đồ đẹp nhất để đi thi. Người ta nói rằng các bạn chỉ tự tin khi các bạn mặc đồ đẹp. Đẹp nhất có thể mặc đi thi, nhớ từ đồ tắm. Và tiếp tục nghe một thông tin rất mặt từ bộ giáo dục, năm nay đề thi sẽ bị lộ trước. Tin hay không? Rất nhiều đứa ngay thời điểm này nó leo lên mạng, nó không có bị lộ không. Xin lỗi các bạn, bộ giáo dục đã nói năm nay đề sẽ lộ. Và sẽ lộ vào lúc giờ 10:30 ngày 24 tháng sau. Và tiếp tục với các bạn là gì? Khi các bạn đi đi xong, bước ra khỏi phòng thi, bước ra khỏi cổng trường, rất nhiều người sẽ phát tặng cho các bạn những tài liệu tuyển sinh. Và trong đó có một tài liệu cực kỳ nguy hiểm và âm cấm các bạn nhận, đó là gì ạ? Đáp án của đề thi. Nếu các bạn quan tâm, nếu các bạn nhận, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ đọc và các bạn sẽ đối chiếu lại kết quả của bạn. Và cuối cùng là gì? Và cuối cùng các bạn lại, các bạn lại lo lắng, các bạn lại đi hỏi một người xung quanh và tất cả không ai giống bạn, và môn thi sau đó bạn sẽ thi không tốt. Hứa với anh không làm điều đó. Tiếp tục đi thi, anh đã từng thấy một cô gái đang ngồi thi kiên nhắc đi đẹp xung phạm, đang ngồi thi mà nó lấy cái máy tính nó đập rầm 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 lên bàn, hỏi em ơi cái gì vậy? Nó trả lời một câu rất đẳng cấp: anh ơi máy tính hết pin. Nhớ với anh điều đó. Một người bạn của anh vô tâm vô tình ở đi học và làm viết rất là nhiều loại mực, và lúc đi thi cũng vậy, bạn viết xong viết mực xanh hết mực, bạn chuyển qua cái viết mực tím và cuối cùng bài thi đó là không điểm. Và anh nhắc lại hãy kỹ với anh một tí, đây là một trong những cái vi phạm quy chế thi nhiều nhất. Không bao giờ đem cái này vào khu vực thi, bởi nhiều bạn hiểu lầm và báo quên. Nhiều điện thoại thông minh của các bạn có chức năng tự khởi động khi các bạn cài báo thức, và rất nhiều thầy cô đã phải lập biên bản như vậy. Và một điều nữa, anh chặn các bạn hãy là đứa ra khỏi phòng thi cuối cùng, cứ ngồi trong cổng, ngồi bình tĩnh, ngồi trong cổng là gì à? Bắt đầu gì à? Thả lỏng, ngồi trong cổng làm gì? Xin lỗi các bạn, sửa lỗi chính tả, các bạn cũng là đứa con có hiếu. Mà biết đâu các bạn phát hiện sai, các bạn còn cơ hội, còn thời gian làm lại. Còn nếu như bạn bước ra khỏi phòng thi, ô sai rồi, xin lỗi bạn, mơ đi, hẹn năm sau. Hứa với anh điều đó, sẽ là đứa ra cuối cùng. Tiếp tục đi thi, lỡ cầm cái đề lên thấy đề khó quá thì hãy nhớ tới anh Quỳnh Anh Bình này một câu thôi, đó là gì? Khó là khó chung cho gần 1 triệu thí sinh toàn Việt Nam, chứ không phải khó cho mình. Cố gắng mà làm, và nguyên tắc làm bài không khó, dễ làm trước, khó làm sao, khó quá thì bỏ qua, còn thời gian thì làm lại. Hứa ra điều đó, rung quá, hồi hộp quá, suy nghĩ không được thì làm một việc nhỏ thôi, đó là gì? Úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại, ngủ. Ê, không có ngủ nha, nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ. Trong vòng 15 giây lấy cái tai lắng nghe cái mũi, có nghĩa là lắng nghe hơi thở, không suy nghĩ. Sau 15 giây bạn mở mắt ra, xin lỗi các bạn, neuron thần kinh của bạn sẽ quay lại trạng thái tốt nhất để các bạn làm bài. Còn lỡ rung quá, mệt quá thì xin thầy cô bước ra ngoài rửa mặt nó cực tốt cho bạn, bạn sẽ bớt hồi hộp đi. Rửa mà không bớt nữa thì tắm luôn nếu có thể. Ủa nha. Và một việc nữa, nếu mà mệt quá, lo quá thì sao? Tự massage bằng cách bớt. Thôi vậy, bóp nhiều nhất có thể, bóp được cái gì cứ bóp, và đừng bóp đứa bên cạnh nó bánh thật sùi một mét. Còn một việc nữa, thì sẽ bạn năm nay đi thi, đừng bao giờ mang tâm lý tôi lông trường tôi tự ti. Các bạn đã nói tất cả mọi người đều có một nhân cách và ai cũng đáng được tôn trọng, và trong kỳ thi này cũng vậy. Hồi xưa anh đã từng như vậy rồi, dưới quê lên đi thi vào đạt sư phạm, thi vào tâm lý học và gì à, tuyển 40 người và 2000 đứa dự thi, có nghĩa là gì à, tỷ lệ chọi là gì à, 40 đứa chọn 1960 đứa. Bước vô phòng thi, bỏ phòng thi cao lắm, một đứa đầu thôi. Và chia sẻ bạn, anh tên mình, nó tên An hay tên Âm gì, nó ngồi trên anh, nó vô trước anh, nó ngồi với một tư thế kinh khủng. Thứ nhất, cái mặt, cái cặp kính nó rất là dày, nhìn cặp kính nó thôi là anh sợ rồi. Tất cả mọi người đều sợ, kể cả thầy cô luôn á.
ô thằng này nó không chữ vậy chứ không phải, nó coi hài vào lờ nhiều quá nó cợt. Quay trở lại nó ngồi một tư thế rất là bá đạo, nó đưa ra cái tay giọng ra, cái chân động ra, nó ngã người ra phía sau mà lại sao quéo quẹo quéo quẹo, ai đi ngang nhìn nó một cái là thôi mày động tao đó. Lần đầu tiên phát đề, cái cảm giác đó là cảm giác ghê gớm nhất. Cầm cái đề lên, nó nói một câu cực kỳ lớn: trời, đi đi đại học mà đề dễ vậy sao? Cả phòng tiên cũng dụng vô luôn. Anh chưa kịp làm xin lỗi, chưa tới mặt thứ nhất nó là cô ơi tờ giấy thứ hai, cô ơi tờ giấy thứ ba, tờ giấy thứ tư, xin lỗi cả phòng đó, thôi mày làm luôn đi. Và cuối cùng tụi anh là những thằng buông súng đầu tiên và chia sẻ bước ra ngoài chờ. Nó có nói làm cái quái gì mà tới 4 tờ, nó bước lên nó nộp, cô ơi nộp bài, nó nộp đúng 1 tờ. À, đâu nữa, những điều rất nhỏ nhưng sẽ có ích với các bạn. Anh dặn các bạn một việc, năm nay đi thi đừng dạy dột giữ ba cái giấy tờ thi làm gì, để ba mẹ giữ giùm. Cái đầu ba mẹ sẽ đủ sức để lo cho các bạn. Năm nay đi thi, xin lỗi các bạn, lỡ quên lỡ mất giấy tờ thi cứ đi thẳng vô phòng thi. Bởi đơn giản một quy chế rất nhỏ các bạn đừng quên. Một, quên mất gì đó bạn sẽ được một là gì? Lăn dấu vân tay, hai chụp hình cái mặt và vô thi bình thường. Còn năm nay đi thi lỡ thấy hội đồng thi đóng cửa thì hãy nhớ với một người mà gì à, các bạn ơi đi trễ á thì là đó, người ta chỉ đuổi các bạn không cho các bạn thi khi sau 15 phút kể từ thời gian tính giờ làm bài. Người nhớ với anh điều đó, những điều rất nhỏ nhưng các bạn hãy nhớ.